Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu. Ngày hôm nay chiều ngày 6 tháng 8 năm 2020, em quay lại một chiếc xe Captiva đời 2011, máy dầu số tự động và máy 2.0. Ở cái dòng máy dầu này thì nó khá là ổn định các bác nhé. Và cái giá trước em đưa ra là 415 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì em cũng đã hạ giá xuống theo cái thời điểm và nó cũng xuống giá rồi. Và đặc biệt thì chuẩn bị vào mùa Covid thì em cũng hạ giá xuống để em bán nhanh cho các bác. Các bác là có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0789 323799. Và hiện tại bây giờ em bán chiếc xe này với giá là 395 triệu đồng các bác nhé. Hạ sâu luôn cho các bác, 395 triệu đồng. Trước tiên thì em sẽ quay chi tiết một chiếc xe Captiva đời 2011. Về form dáng, chiếc là form dáng SUV thì khá là đẹp. Về form xe thì các bác không chê được rồi. Đời thì đời cao, đời 2011, máy dầu, máy 2.0. Chiếc xe này nó khá là lành và chạy tiết kiệm nhiên liệu và rất khỏe các bác nhé. Số tự động luôn. Form dáng nó là một cái form dáng mà khá là thượng thời. Chiếc Captiva thì từ trước đến bây giờ nó vẫn là một form này thôi. Chỉ có đời từ 2013 trở lên thì nó chỉ cải tiến thêm một số cái form, ví dụ như cái mặt ca lăng hoặc cái đèn thôi. Chứ còn form thì gần như là như nhau. Và chất lượng khung sườn thì nó giống nhau, ý lúc nó không khác một chút nào các bác nhé. Chỉ bỏ ra hơn 300 triệu thì chúng ta đã sở hữu một chiếc xe máy dầu đời 2011. Captiva máy dầu đời 2011 giá bán 395 triệu đồng các bác nhé. 395 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Captiva màu bạc biển tư nhân các bác nhé. Các bác có thể là về sang tên đổi chủ và bên em có thể hỗ trợ hồ sơ cho các bác được. Hỗ trợ hồ sơ cho các bác được nhé. Xe này là xe 7 chỗ gia đình. Chính vì vậy mà sự rất là tiết kiệm và hợp lý cho tất cả các gia đình chúng ta mà nếu như muốn mua xe để đi trong cái mùa dịch hoặc đi từ giờ đến Tết. Thực sự là một chiếc xe 7 chỗ này nó khá là đẹp và tiện thuận tiện. Bởi vì nó là máy dầu 2.0. Mức độ tiêu hao của nó chỉ hết 7 lít cho đến 8 lít dầu mà thôi. Các bác mua về chiếc xe này tiết kiệm khá là nhiều so với máy xăng. Chiếc Captiva mà máy xăng thì nó là máy 2.4 thì nó ăn xăng sẽ có lên tới 12 lít hoặc 13 lít các bác nhé. Nhưng chiếc máy dầu này thì chỉ ăn tầm 7 lít đến 8 lít dầu mà thôi. Mà mức độ dầu với xăng thì nó rẻ hơn nhau rất là nhiều. Chiếc xe này cho các bác chạy 100 cây thì không hết 100.000 tiền dầu đâu ạ. Rất là tiết kiệm. Đặc biệt thì lại chạy được 7 chỗ, số tự động, chạy rất tiết kiệm và tiện lợi luôn. Một chiếc xe Captiva máy dầu đời 2011 các bác nhé. Giá em bán là 395 triệu đồng thôi. Các bác nào đang xem kênh của em thì không quên đăng ký kênh, cũng như bấm vào nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Bởi vì hàng ngày nào thì bên em cũng sẽ về xe. Ngày nào cũng về xe vì bên em là đang bán xe tại số 59 đường An Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Đang duy trì tầm 60-70 đầu xe hàng ngày. Mỗi ngày bên em bán được 3 xe đến 5 xe và cũng về từ 2-3 xe. Chính vì vậy mà các bác là có nhu cầu tìm hiểu xe, cái giá xe từ 100 cho đến 700-800 triệu thì không quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất em hàng ngày lấy về và em quay cho các bác nhé. Tiến sâu hơn thì em sẽ cho các bác xem chi tiết về chiếc xe Captiva này. Về sơn si phong dáng thì còn nguyên vẹn luôn, không mất một chút là về mắt đèn thì còn khá là sáng và đã được trang bị mắt đèn bi salon rồi. Đèn còn rất sáng, đèn gầm cũng rất là sáng luôn các bác nhé. Sơn được phủ một lớp sơn màu bạc, la răng đúc theo xe, lốp thì cũng còn khá là dày dặn. Chúng ta đi lại cũng khá là thoải mái luôn. Đặc biệt thì ở trong gầm không bị mục mọt hay không bị chùi xước như thế nhé. Một chiếc xe máy dầu cũng khá lạnh. Ở gương thì khá là to và được kết hợp tích hợp xi nhan trên gương rồi. Tay lắm được mỡ chrome và cái chân kính này cũng được lẹp mỡ chrome lốc lốc hết rồi. Về cánh cửa thì còn nguyên bản luôn các bác nhé, nguyên bản luôn. Từ trong đây này, em cho các bác xem từ cái con ốc này, còn nguyên zin hết, không bị làm sao cả. Từ các cái tắp ly này không bị bóng mòn. Các cái chi tiết giả vân gỗ là rất đẹp luôn. Xe được trang bị kính điện đầy đủ nhé. Gương kính chỉnh điện, gập điện đầy đủ luôn. Và keo chỉ thì em giao zin cho các bác luôn, từ trên xuống dưới không mất một phân nào. Hôm nay em sẽ quay chi tiết hơn một chút để cho các bác xem kỹ hơn. Nếu các bác nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy liên hệ với em nhé, theo số hotline là 0789 323799.
từ cái chi tiết như cái đèn báo mở cánh cửa này thì vẫn còn nguyên nhé. Một số chiếc Captiva là mất rồi, chiếc này rất là mỹ quan, nếu như mất cái này trông không có một, còn một cái mỹ quan nào luôn. Ở tất cả các tem mác nhà máy đây, đấy Hàn Quốc đây, vẫn còn nguyên các bác nhá. Đấy, tất cả còn nguyên, không có bị một cái vết ốc nào cả. Nội thất thì khá là đẹp, một bộ ghế mới. Đây là kính chỉnh điện, gương chỉnh điện đây và gập điện đây. Vô lăng túi khí đầy đủ các bác nhé, số tự động. Số tự động và điều hòa auto, điều hòa auto. Ở xe này thì chưa có màn hình cam lùi các bác nhé. Đấy, xe còn khá là đẹp, chất luôn. Chưa trang bị màn hình cam lùi, về con này vẫn là nguyên bản, chưa độ thêm một cái gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn. Ở cái nội thất của nó màu vàng kem này thì khá là đẹp luôn. Trần vẫn là trần lý nguyên bản rất đẹp. Xe thì không phải chê một cái gì luôn. Giá bán thì có 395 triệu đồng thôi. Em đã hạ giá xuống sâu rồi các bác nhé, hạ giá xuống sâu rồi. Đây, keo chỉ đây, không mất một phân nào các bác nhé. Bao gì nữa các bác luôn, không mất một phân keo chỉ là. Đây, cả dưới luôn, cho bác xem thật kỹ luôn nhé. Tất cả các cái chi tiết vân giả gỗ này rất đẹp luôn, và bóng phải chưa bị xước gì cả. Gương kính chỉnh điện đầy đủ. Đặc biệt con cáp này thì nó rất là rộng, cái khoang sau là khoang rất là rộng luôn, rộng hơn Innova rất nhiều. Cũng là 7 chỗ và chiếc xe này là máy 2.0 nhưng mà máy dầu, ăn xăng ăn dầu thì khá là ít, chỉ ăn đến tầm 7 lít đến 8 lít thôi. 7 8 lít thôi các bác nhé. Tất cả vẫn còn nguyên zin hết nhé. Cái này còn khá là đẹp, chưa bị mở đây. Đấy, tất cả nguyên zin, không có bị va chạm hay đụng độ gì. La răng đúc theo xe và lốp thì cũng còn khá dày, các bác đi thoải mái luôn nhé. Máy dầu các bác nhé. Đấy, cái này thì khi mình mở cửa thì cái này thoải mái mở ra, còn khi mình chốt cửa thì nó sẽ khóa lại, không mở được. Đặc biệt thì cái mắt đèn đằng sau đây khá là đẹp, mắt đèn trong. Và cái đời sâu, đời cao thì mắt đèn nó sẽ trong, và đời sâu thì mắt đèn nó sẽ đỏ và còn nguyên vẹn, không bị lất lát hay không bị xước xác gì các bác nhé. Đấy, đèn báo cảnh báo ở đằng dưới cũng có, và đây là cảm biến này cũng có này. Đấy, cảm biến đầy đủ hết đây các bác nhé. Một cái khoang đằng sau nhìn này rất là rộng, rất là rộng luôn. Đây đằng sau là chính là hai cái ghế gập xuống các bác nhé. Đây chính là hai cái ghế gập xuống, và chúng ta muốn chở đông người thì chúng ta chỉ cần kéo ghế lên thôi là được rồi. Nhưng không, bình thường chúng ta gấp xuống để đồ cho nó thoải mái. Thì xe này kết hợp để chạy cả 5 ghế hoặc cả 7 ghế được các bác nhé. Nếu muốn chạy 5 ghế thì mình hạ xuống, thì mình đây là một cái khoang để đồ rất là rộng rãi luôn. Đây các bác này, cái nội thất của chiếc Captiva này là màu vàng kem nhưng nó rất là đẹp và sạch sẽ. Sạch sẽ luôn, cực đẹp luôn ạ. Mắt đèn thì cả hai bên nhé, không bị va chạm, không bị đây. Từ hai cột hai bên này không bị va chạm luôn không gì. Keo chỉ của các mép này còn nguyên hết nhá các bác ạ. Keo chỉ nguyên hết. Cho bác xem luôn ạ. Keo chỉ nguyên hết, không bị va chạm, không một vết gì luôn. Cho nên chiếc xe này còn khá là nguyên vẹn, các bác mua về chạy thì khá là chất luôn và ổn định. Máy dầu thì bền bỉ rồi các bác nhá. Và đặc biệt thì máy dầu nó rất là lành, nó không bị hỏng vặt như máy xăng. Đây, xe được trang bị gạt mưa sau, đèn báo hãm trên cao đầy đủ hết các bác nhá. Máy dầu thì nó sẽ tiết kiệm hơn máy xăng và nó lành, rất là lành luôn. Vì nó chạy theo sức ép nổ chứ không chạy theo cái tia điện. Nó không ảnh hưởng đến điện nổ cho nên chạy rất là lành và cực là khỏe luôn. La răng đúc theo xe, lốp bên sau này còn khá dày các bác nhá. Khá dày. Đấy, em sẽ mở bên này cho các bác xem này. Kính con này vẫn là kính zin nhá, cái zin toàn xe luôn nhá, không mất một kính nào nhá. Đây, keo chỉ nhá. Keo chỉ các bác xem là từ trên xuống dưới này. Đấy, từ trên đến dưới, từ các cái đinh tán nó còn nguyên hết này, chưa biết mất một phân keo chỉ nào. Nói chung một chiếc xe cáp máy dầu này thì khá là ổn định. Với cái dòng máy dầu này chạy thì rất là lành, các bác lên mua cho gia đình mình một chiếc máy dầu chạy, và chiếc này máy thì êm, chạy khỏe, số tự động nhá các bác nhá. Nội thất thì rộng rãi sạch sẽ đây. Một lát nữa em sẽ mở cái máy lên cho các bác xem. Máy thì lổ rất là êm luôn. Đây là cái cánh trước của bên phụ thì keo chỉ đây các bác nhé, zin theo nhà máy luôn. Đấy, zin nhà máy luôn, chưa biết mất một phân keo chỉ là. Một chiếc xe họ đi cũng khá là giữ gìn, không có bị va chạm đâm đụng gì các bác nhá. Đấy, cái mất miếng đèn báo mở cửa là vẫn còn nguyên. Một cái mỹ quan rất là đẹp, khi mất cái này thì không nhìn ra cái gì luôn. Đây, tất cả còn nguyên zin hết.
từng con ốc một các bác nhé, không có bị mở. Từng cây lót này vẫn còn nguyên bọc lốc này, chưa tháo ni lông này. Nội thất thì khá là đẹp và sạch. Tất cả đây, các cái chi tiết giả vân gỗ đây vẫn còn bóng và chưa biết một nốt sườn sướt là các bác nhé. Đấy, số tự động máy 2.0, điều hòa auto. Đấy, tất cả nguyên zin đẹp hết. Và chiếc xe này máy thì khá là êm. Đăng kiểm chiếc xe này còn đến tháng 10 năm 2020 các bác nhé. Tháng 10 2020 chúng ta có thể đi khá là lâu. La răng đây, em cho các bác xem bốn xung quanh. Lốp thì còn khá đấy em. Và sau đây thì em cũng cho các bác xem về phần máy các bác nhé. Đây, đèn đây, đèn đó vẫn nguyên hết nhá. Ok, và sẽ cho các bác xem về phần máy chiếc xe này. Chiếc cáp tay va thì mở cái cốp là rất là dễ thôi. Chỉ cần cho vào đây, nhấc lên, ấn cái lẫy này nó lẩy lên, nó có hai cái ti. Các bác nhá. Hai cái ti đỡ là rất là tiện. Hai cái ti đỡ rất tiện luôn. Để nếu như chúng ta mà nếu người yếu lưng rất là khó, nếu như là nó thành trống thì rất là khó đâu. Nhưng đây cái ti đỡ thì mình chỉ cần nhấc lên nó đẩy lên, đẩy theo lên, rất tiện lợi cho những người thấp hoặc những người yếu vẫn mở cabo rất là dễ dàng. Đây các bác nhá, cho các bác xem từ chân cái lúc này, đấy, keo chỉ này, keo chỉ bao zin các bác luôn, tất cả từ cabo keo chỉ ta chỉ luôn, từ các cái lỗ là rất là tròn luôn đây, rất tròn luôn và đinh tán nhà máy còn nguyên hết nhá, chưa có bị một cái nào, chưa có bị một vết gì luôn. Chưa bị một vết nào luôn các bác nhé. Đấy, đây. Và hai cái bên mép này thì tai đèn này không có bị va chạm gì. Kể cả thể tai đèn vẫn nguyên, tai đèn nhựa vẫn nguyên nhé. Không bị vỡ nát, không bị làm sao nhé. Rằng đây ạ. Rằng còn nguyên. Máy dầu, mức độ máy dầu chạy thế này là quá êm các bác nhé. Ở đây em sẽ đang chạy cả điều hòa, đang bật quạt điều hòa đấy ạ. Đây, rất là còn nguyên. Máy thì sáng sổ sạch sẽ luôn. Các bác nhé. Một chiếc Captiva máy dầu đời 2011 và bên em đang bán với giá là 395 triệu đồng nhé. Các bác nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với em nhé theo số hotline 0789323799. Vâng, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho các bác một chiếc xe Captiva đời 2011 máy dầu, số tự động máy 2.0 và bên em đã bán với giá là 395 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0789323799. Và các bác nào đang có nhu cầu quan tâm tới cái dòng xe từ 100 triệu cho đến 700-800 triệu thì hãy không quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mà em đang đăng hàng ngày cho các bác. Vâng, em xin chào và hẹn các bác trong các chương trình lần sau.